ồn ào nhất trong ngày hôm qua chính là những hình ảnh tình tứ của diễn viên Phương Oanh, vai chính Quỳnh Búp Bê, với một doanh nhân nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Đến tối ngày 26 tháng 8, diễn viên Phương Oanh đã chính thức lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò với Sắc Bình là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Cô khẳng định cả hai đến bên nhau khi đều độc thân và không quan tâm chuyện quá khứ của người yêu. Nữ diễn viên khẳng định bản thân không làm gì sai trái khuất tất nên không việc gì phải hổ thẹn. Trong khi đó, Sắc Bình tiết lộ đã chia tay vợ cũ và đã sống riêng hơn 2 năm nay. Do đó, khi đến với Phương Oanh thì cả hai người đều đang độc thân. Tuy nhiên, ngay sau đó, doanh nhân Đào Lan Hương là bà xã của Sắc Bình lại có động thái trên trang cá nhân và khẳng định vẫn chưa hề ly hôn với chồng. Đăng tải bức ảnh chụp hai người con, bà viết: ngắm hai đứa từ thuở hàn vi mà buồn và thương, nhất là lúc này, chặng đường 20 năm gây dựng, chia sẻ, đồng cam cộng khổ để có ngày hôm nay đủ để loa mắt nhiều người. Tâm tâm niệm niệm, dù giận thế nào thì vẫn luôn là người quan trọng của nhau, của các con, quan trọng cho tương lai, con sẽ là một người tử tế. Hiện mình chưa ly hôn và cũng chưa từng ai gọi ra tòa, xin lỗi nếu Hương chưa sẵn sàng trả lời mọi người ngay lúc này. Những dòng chia sẻ của Đào Lan Hương khiến cho dân mạng chú ý, khi trước đó Sắc Bình khẳng định mình đã ly hôn vợ. Dưới phần bình luận, ông cũng khẳng định các thông tin mà bà Lan Hương đưa ra là chưa chính xác và có thể gây nhầm lẫn. Ông sẽ có đính chính về mối quan hệ của hai bên. Tạm gác lại những tin tức tiêu cực, những drama liên quan đến Tiểu Tam, rồi người thứ ba, rồi lòng trỏ dưa, rồi tập đánh vần, rồi chị Baby Shark liên tiếp dồn dập trong những ngày vừa qua, thì chúng ta hãy đến với một câu chuyện khá đáng yêu của nhạc sĩ ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Với tư cách là khách mời trong cuộc hẹn cuối tuần ngay trên sóng VTV, Phan Mạnh Quỳnh đã lần đầu chia sẻ những câu chuyện tuổi thơ của mình gắn liền với xưởng kẹo lạc của gia đình anh. Những gói kẹo này đã đồng hành với nam ca sĩ từ năm 6 tuổi và nuôi năm anh em Phan Mạnh Quỳnh khôn lớn, đồng thời giúp anh theo đuổi được giấc mơ nghệ thuật. Ngay sau đó thì trên trang cá nhân của Khánh Vy, vợ Phan Mạnh Quỳnh, bất ngờ tiết lộ bố mẹ chồng cô đã bán được gần 1.000 gói kẹo lạc. Sau khi Phan Mạnh Quỳnh kể chuyện nhà mình bán kẹo lạc trên cuộc hẹn cuối tuần, hiện tại Khánh Vy đang ở quê chồng, người đẹp tranh thủ giúp bố mẹ bán hàng online, chốt đơn, gói hàng để gửi hàng cho khách giúp gia đình. Đúng là nếu mà không làm ca sĩ hay nhạc sĩ nữa thì Phan Mạnh Quỳnh có lẽ chắc là sẽ ngồi chốt đơn kẹo lạc cả ngày. Quy chế quản lý sẽ duyệt công chức, viên chức, người lao động và các nghệ sĩ thuộc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan trực thuộc đi nước ngoài mới được ban hành vào ngày 18 tháng 8. Quy chế gồm 22 điều quy định về việc xét duyệt, trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như hành vi bị cấm của nghệ sĩ khi xuất ngoại. Cụ thể tại điều 4, quy chế nêu rõ các hành vi cấm nghệ sĩ tự ý đi nước ngoài mà không xin phép hoặc đi trước khi được sự chấp thuận của sở, tự ý ở lại nước ngoài quá thời hạn quy định mà không xin phép sở, không trung thực trong việc kê khai mục đích đi nước ngoài. Tại khoản 2 điều 11 quy định nghệ sĩ được cử cho phép đi nước ngoài và chấp hành pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc gia nơi đến, giữ gìn hình ảnh quốc gia dân tộc khi ở nước ngoài, báo cáo ngay cho lãnh đạo sở đơn vị quản lý khi ở lại nước ngoài quá thời gian quy định. Ngay sau đó, nghệ sĩ phải bổ sung đơn xin gia hạn gửi cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Việc cho phép thể hiện và quyết định hành chính mà không phải trao đổi cá nhân. Hiện nay các cơ quan trực thuộc sở có đông đảo nghệ sĩ như nhà hát ca múa nhạc Bung Sen, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nhà hát giao hưởng, nhạc vũ kịch. Hồi tháng 7, báo chí Tây Ban Nha có đưa tin 2 công dân Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục cô gái 17 tuổi người Anh. 2 công dân Việt Nam 42 tuổi và 37 tuổi sau đó được xác định là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng. Học viện âm nhạc Việt Nam và nhà hát kịch Hà Nội, nhưng hai nghệ sĩ này công tác cho hay hai đi nước ngoài về việc cá nhân và không làm đơn xin phép đơn vị quản lý. Đến cuối tháng 8, hai nghệ sĩ này đã được Tây Ban Nha trả hộ chiếu và trở về Việt Nam. Cả hai đã làm việc giải trình với lãnh đạo cơ quan công tác.